Bạn có biết nhà máy điện hạt nhân hoạt động như thế nào không? Nhà máy điện hạt nhân là một loại nhà máy biến đổi năng lượng nhiệt thành điện năng. Nói chung, một nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ có thể cung cấp điện cho một thành phố có dân số 2 triệu người. Ngoài ra, năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng thấp carbon lớn thứ hai trên thế giới, chiếm khoảng 10% sản lượng điện toàn cầu. Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn thế giới có 436 nhà máy điện hạt nhân có thể vận hành, với tổng công suất đạt 416 triệu kW. Nhà máy điện hạt nhân bao gồm nhiều công trình và thiết bị, trong đó quan trọng nhất là vỏ của lò phản ứng hạt nhân, thường được làm từ bê tông cốt thép dày 2 mét. Phần lõi của lò phản ứng là một thùng hình trụ gọi là thùng áp lực, được kết nối qua đường ống với máy phát tua bin trong các tòa nhà khác. Uranium tự nhiên được chế biến thành các hạt nhỏ, sau đó được niêm phong trong các ống kim loại. Nhiều ống kim loại này được hàn lại với nhau để tạo thành các bó nhiên liệu. Cuối cùng, hàng trăm bó nhiên liệu được đưa vào thùng áp lực, tạo thành lõi lò phản ứng. Để kiểm soát quá trình phân hạch hạt nhân tốt hơn, các thanh điều khiển được sử dụng. Các thanh điều khiển này có thể di chuyển lên xuống để kiểm soát tốc độ phân hạch của uranium. Trong quá trình phân hạch hạt nhân, nguyên tử uranium bị nu chăn bắn trúng và phân tách thành hai phần, đồng thời giải phóng ba nu chăn khác. Các nu chăn này lại bắn trúng các nguyên tử uranium khác, tạo ra phản ứng dây chuyền hạt nhân, kèm theo đó là lượng nhiệt lớn. Lượng nhiệt này được chuyển hóa thành điện năng. Bên trong lò phản ứng có nhiều ống lưới tinh thể được lắp đặt gần các bó nhiên liệu và được bơm đầy nước nặng. Nước nặng đóng vai trò làm chất làm mát. Để hiểu thêm, nước nặng tồn tại trong đại dương và sông ngòi, trung bình cứ 7.000 giọt nước thì có một giọt nước nặng. Nhiên lượng sinh ra từ quá trình phân hạch hạt nhân được truyền vào nước nặng. Nước nặng được làm nóng và bơm vào hệ thống tuần hoàn, sau đó được máy bơm của lò phản ứng đưa vào máy tạo hơi nước. Tại đây, nước nặng làm nóng nước thường đến nhiệt độ sôi, biến thành hơi nước. Hơi nước này sau khi được nén áp lực sẽ được dẫn vào các tua bin lớn, làm quay rotor của máy phát điện. Rotor là một nam châm điện lớn, khi quay sẽ tạo ra điện năng, sau đó được truyền tải lên lưới điện.